Chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh âm thanh của Xuân Đỉnh Audio. Video ngày hôm nay thì cửa Xuân Đỉnh lại cập bến rất là nhiều những dòng âm ly của hãng Pioneer. Và trên màn hình của các bác đây thì là gần 20 chiếc âm ly Pioneer SA7900 huyền thoại. Thì với những cái phân khúc tầm tiền trên dưới 4 triệu mà để nói về cái chất lượng của những dòng Pioneer thì chắc chắn là rất ít những chiếc âm ly của những dòng khác có thể so sánh được với chiếc âm ly 7900. Dòng này thì nó được trang bị cho mình là 4 sò 2 vít giống đặc của 7800 móc đôi, và đây là 7900. Cho nên là cái tiếng cũng như cái chất lượng về âm thanh của những dòng này nó rất là hay. Nhưng ngược lại thì về cái tầm tiền thì nó lại rẻ bằng 1/3 so với dòng 7800 móc đôi. Cho nên đây là cái sự lựa chọn của Xuân Đỉnh mà để giới thiệu đến các bác về những cái dòng âm ly hay của hãng Pioneer. Với những dòng Pioneer 7900 này thì nó sử dụng là 4 sò than, điện 100V, công suất của nó là 130W, trở kháng của âm ly là từ 6 ohm. Dòng này thì ghép được rất là nhiều những dòng loa Boxell, đặc biệt là các bác nào đang chơi về những dòng Boxell Onkyo Liverpool D200, D500 thì ghép với những dòng 7900 này rất là hay. Đấy là với những dòng Boxell, còn những dòng này thì sẽ đánh được những dòng loa lớn của hãng Pioneer. Ví dụ như CF45, CF700, T66 hoặc những dòng CF7000, BAT25 đánh rất là sáng tiếng mà rất dễ phối ghép. Ngoài ra thì các bác có thể ghép về những dòng Lobot, đánh những dòng Pioneer 7900 này tiếng cũng rất tốt, đánh được cả loa ngai S90D. Thì hôm nay Xuân Đỉnh về cho các bác là được gần 20 con, thực ra nó rất là nhiều, hơn 20 con, thậm chí nó nguyên cả bụi. Thì các bác có thể nhìn kỹ để đánh giá được về cái độ đẹp. Và đây là những chiếc âm ly vừa mới khui, các bác thấy rõ trên mặt nó vẫn còn dính xốp này. Đấy. Chỉ cần lau qua cái mặt đi nó đã đẹp rồi. Sai chuẩn 42, sử dụng điện 100V, có hai đèn tia Pioneer 7900 huyền thoại, có chỉnh bát chép. Đấy, gạt cần to này xuống này là bát chép mới có tác dụng này. Có nâu lớt, đây là các đường vào, ngoài cùng là volume. Hình thức rất là đẹp, và đây là hàng tuyển tại cửa hàng Xuân Đỉnh để phục vụ cho các bác chơi về dịp cuối năm. Và dòng này thì thực ra thì cái tầm tiền 4 triệu thì nó cũng không phải là đắt, mà lại khép được rất là nhiều những dòng loa thập cẩm mà giá tiền cũng như cái phân khúc hàng thì lại rất là chất lượng. Đấy, hình thức rất là đẹp. Hiện tại đây là đang có 2, 4, 6, 16 con tất cả. Còn các bác thợ mua thì nó thật là các bác mua số lượng, chứ nhiều các bác nhắn tin hoặc là bình luận hỏi tôi là thợ, tôi mua một con về giao cho khách, thì nói thật với các bác là một con thì các bác cũng mua như những người bình thường. Này, cái thứ nhất, cái thứ hai là giá cửa hàng Xuân Đỉnh bán cho các bác thì không cao, tri ân cho các bác dịp cuối năm mức giá chỉ có 4 triệu đồng một chiếc Pioneer 7900 huyền thoại. Giá bình thường anh em đang bán dao động từ 4 triệu rưỡi đến 4 triệu 8. Đấy là tùy cửa hàng bán, thậm chí có những nơi gọi bán đến tận 5 triệu. Thì các bác nào mà có duyên mấy cửa hàng Xuân Đỉnh, cũng như các bác thấy hàng Xuân Đỉnh chuẩn, cũng như cái uy tín mà Xuân Đỉnh bán cho các bác, thì các bác cứ liên hệ cho Xuân Đỉnh theo số điện thoại trên bài là 0395 727 582, cũng như địa chỉ để mua hàng ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và tất cả những cái video mà Xuân Đỉnh bán cho các bác cũng như quay thì đều thông báo giá trực tiếp luôn, không có úp mở gì về cả về giá. Và bác thợ lấy số lượng thì tốt nhất cứ từ 5 con trở lên. Đấy, cũng như Xuân Đỉnh đi buôn nhưng mà cũng phải lấy được số lượng thì nó mới có giá mềm cho các bác. Chứ còn nếu mà cũng chỉ mua một con thì chắc chắn lại cũng chỉ phải bán cho các bác 4 triệu rưỡi rồi, chứ không thể nào mà bán giá 4 triệu được. Tại vì là số lượng nhiều thì nó mới có giá mềm. Đấy, còn quan điểm của Xuân Đỉnh bán cho các bác là giá cực kỳ là mềm mại để các bác chơi về những cái chiếc âm ly hàng bãi Nhật, chất lượng và còn nguyên zin. Pioneer SA 7900, dòng loa, dòng âm ly gọi là phổ thông tại thị trường Việt Nam, rất dễ phối ghép về loa. Các bác ghép về những dòng loa dàn cũng được. Đấy, công suất của nó đây, điện là 100V, công suất là 130W. Đấy, đây là cầu loa này. Đây là các đường vào này. Đấy, phono dành cho đĩa than, các bác sẽ cắm qua đường tuner AUX, thì trước mặt của nó cũng sẽ có chữ để các bác khi cắm cầu nào thì bác chọn cầu đấy thôi. Đấy, đây mây Xuân Đỉnh nó quay cho các bác tổng quan hàng tuyển rất đẹp, từ những cái núm nút không có cái nào bị gãy hay là bị thiếu gì cả.
Đây là quay hiệu ứng trên điện thoại thì có vẻ nó sẽ không được chuẩn hình ảnh bằng bên ngoài. Còn nếu như ở bên ngoài thì nhìn nó sẽ bóng bẩy hơn rất là nhiều. Xuân Đình xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Xuân Đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.